Em chưa ngủ à? Em nên ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe, mai còn vào thành nữa. Nhà ngục này chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Chúng cho quân canh phòng nghiêm ngặt, có khoảng 100 tên ngày đêm canh giữ. Cái khó là tấm bản đồ dễ sơ sài quá. Trong anh em chúng ta chưa ai từng đến đất Ô Hoa, nên không biết đích xác nhà ngục nằm ở đâu. Ba Nghĩa, đệ ở đất Ô Hoa lâu rồi, đệ có biết nó nằm ở đâu không? Thật lòng đại ca cũng hiểu cho đệ. Đệ chỉ quanh quẩn ở nơi núi rừng này, chứ đâu có dịp vào thành mà thông thuộc đường lối. Ở đây chỉ có chú và Hoài Như là có điều kiện lọt vô đất Ô Hoa mà không bị chúng nghi ngờ. Chú lại quen đường đi và phong tục tập quán của nó, nên dễ dàng cải trang trà trộn vào dân để thám thính. Cháu thấy chú nói đúng không? Chú nói có lý, cháu cũng có ý nghĩa. Chú và Hoài Như cải trang thành hai cha con đi vào thành thì sẽ dễ dàng qua mặt địch hơn tụi cháu. Sau đó xem nhà ngục nằm ở đâu và quan sát những điểm xung yếu của địch. Còn Ba Nghĩa, huynh rất cần đệ kiếm cho huynh 10 bộ đồ lính Ô Hoa và một bộ đồ chỉ huy. Đệ lo được chứ? Tiểu đệ rõ, xin đại ca yên tâm. Vậy thì y kế hoạch mà hành động. Thôi, chúng ta giải tán. Dạ. Em chưa ngủ à? Em nên ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe, mai còn vào thành nữa. Trăng đêm nay đẹp quá, anh có thấy như vậy không? Đẹp anh à, em muốn nói với anh là